Ngọc Lan xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Takeo. Con máy Takeo TK12 này hiện tại đang có mức giá là 9.400.000 đồng. Thì trong những video trước, Ngọc Lan đã báo giá cho quý vị và các bạn về những dòng máy chăn nuôi hiện đang được công ty trách nhiệm hữu hạn Takeo sản xuất và phân phối trên thị trường. Thì trong video này, Ngọc Lan xin giới thiệu tiếp cho quý vị và các bạn, đó chính là dòng máy sử dụng trong công nghiệp hoặc như là chế biến thực phẩm, để cho quý vị và các bạn có thể nắm rõ được giá của những dòng máy này và được tham khảo chi tiết về những dòng máy này, để tham khảo được là mình có nên sở hữu những dòng máy ở đây hay không nha. Nếu như quý vị và các bạn có chăn nuôi và rõ là chăn nuôi ba này, nuôi cá phi này, thì chắc hẳn là quý vị và các bạn cần phải cắt cá cũng như là bụng cá ra thành những thức ăn nhỏ gọn cho ba cũng như là cá phi của mình để đảm bảo được chất đạm. Thì Ngọc Lan có thể giới thiệu tới quý vị và các bạn, đó chính là máy cắt cá nhỏ Takeo TK 1,5 kW. Với con máy này thì quý vị và các bạn hoàn toàn có thể an tâm là có thể cắt được cá của mình ra thành nhỏ nhất để cho ba hoặc là cá phi của mình ăn nhé. Thiết kế và đó là 10 lưỡi cắt. Nhờ đó mà quý vị và các bạn hoàn toàn có thể an tâm là máy được làm rất là nhẹ nhàng cũng như là đạt được năng suất từ 200 đến 350 kg một giờ. Tiếp đến, Ngọc Lan xin giới thiệu báo giá cho quý vị và các bạn. Con máy Takeo TK12 này hiện tại đang có mức giá là 9.400.000 đồng vào thời điểm tháng 10 năm 2023 nha.